Thượng Hải. Xin được mời Thượng Đài Võ Sĩ Nguyễn Long Giang Bá Tước. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón Mohammad Ghanani. Võ sĩ Nguyễn Long Giang Bá Tước nặng 76kg nam, cao 1m77 với 5 trận thắng và 1 trận thua. Mohammad Ghanani 34 tuổi, cao 1m82 với 14 trận thắng và 8 trận thua. Hai đầu.
này, cố lên. Đúng rồi, cao tay lên, cao tay lên. Đúng rồi, cao tay lên. Ờ, cái tay á, đúng rồi. Nãy giờ đi chơi đâu giờ mà vô này. Xe lên cơ ơi. Xuống thằng kia.
trao cúp và huy chương cho hai đối thủ. Ban chức xin trân trọng kính mời ông Sa Thiển Sa Tha Xích, Chủ tịch Tập đoàn Carabao Thái Lan, và ông Phan Ngọc Huy, Chủ tịch Liên đoàn May Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng Giám đốc California Fitness Việt Nam. Xin mời hai ông lên trao cúp và huy chương cho hai đối thủ ạ.